Gấu Noel sau khi đoán đúng Hà Lan thắng Ba Lan có vẻ tự tin lên nhiều. Khán giả đứng rất đông cổ vũ cho bạn dự đoán trận Slovakia-Bỉ vào tối nay. Noel đang đứng nhì bảng sau Voiton nên cũng phấn đấu nhiều hơn trong cuộc đua dự đoán. Nhưng khi vừa bắt đầu, bạn lại thờ ơ đi vào trong. Có lẽ Noel muốn từ hướng vào trong đi ra sẽ có cảm giác đoán chính xác hơn. Và cũng chỉ đi lướt qua. Chắc là bạn đang hỏi ý khán giả. Và cuối cùng, bạn chọn ô thức ăn bên tuyển Bỉ. Thận trọng hơn trong lần dự đoán này, không biết Noel có đoán đúng trận thứ hai của mình không? Các bạn vượn xung quanh hú rất to, chắc là tán thành với Noel. Chúng ta cùng chờ kết quả nha! Hát Nhanh 24 trực tiếp trọn vẹn trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.